đàn ông mà ở ngoài thì đàn bà dập chiều sắc nước hương trời dụ dỗ, thì cái vấn đề mà ổng quen cái kiểu qua đường đi, dạ. Thì tôi nghe, tôi cũng nghe nhiều lắm. Có lần tôi nghe ở đâu? Tôi nghe từ cũng gì ông này đi làm có một thằng em trai, dạ. Đi làm chung em trai của ổng. Rồi kỳ đó em trai đi về, đi về cái tôi mới hỏi, ủa chú Năm, anh Tuấn không có về ha? Nói ảnh mắc làm công chuyện, ảnh thợ đào, ảnh đâu có về được, ảnh phải làm, ổng có bà khác rồi. Anh ở nơi nào có còn mùa xuân không ai, dương ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thi thờ. Tôi và ông xã tôi thật ra thì không có quen biết, làm vợ chồng thì do người ta mai mối. Nhờ ông mai chỉ biết nói nhau chứ hai người không có quen biết trước, không có nói một câu nào luôn. Chồng tôi đi làm xa, 10 năm xa nhau, đi đi về về như vậy đó. Mỗi khi con bệnh làm kinh rồi tôi rất là sợ. Mà ông này thì làm việc thì hay đi cà phê, cà pháo, tôi cũng nghe nhiều lắm. Ông có bà khác rồi. Xin được chào mừng quý vị khán giả. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Chúng tôi rất vui được gặp gỡ quý vị mỗi tuần để chúng ta cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống hôn nhân của rất nhiều những người khách mời khác nhau. Và đôi khi chúng ta nghĩ hạnh phúc chúng ta chỉ cần vật chất là đủ, nhưng thưa không phải, nó rất cần và cần nhiều hơn. Đó là sự sẻ chia của những người trong cuộc với nhau. Và cũng chính vì thế chúng tôi rất mong muốn được sẻ chia với quý vị những câu chuyện của khách mời, và chúng tôi hy vọng là chúng ta xem chương trình và đôi khi sẽ thấy mình trong đó. Đồng hành với chương trình chúng tôi sẽ là nghệ sĩ ưu tú ca sĩ Vân Khánh. Xin mời chị. Em chào anh Đình Toàn. Dạ, chào Vân Khánh, mời chị ngồi. Vân Khánh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Với ca sĩ Vân Khánh, với một cô gái Huế, thì quan niệm về hạnh phúc của chị nó có khắt khe hơn không? Đến thời điểm bây giờ nha, dạ. Thì nó nhẹ hơn rất nhiều. Trước kia có thể là mình thiếu cái sự trải nghiệm, thì mình có những cái sốc nổi bốc đồng, và cái nhìn của mình nó cũng khá là phiến diện. Chúng ta cùng gặp gỡ khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là một cặp vợ chồng rất là lớn tuổi và sống với nhau cũng rất hạnh phúc. À. Mời quý vị cùng gặp gỡ nhân vật của chúng tôi, cô Lê Thị Trà và chú Nguyễn Thành Tuấn. Dạ, con mời cô chú. Dạ, con chào cô chú. Chào quý vị khán giả, tôi tên là Lê Thị Trà, năm nay tôi 64 tuổi. Tôi tên Nguyễn Thành Tuấn, 64 tuổi. Ngày hôm nay, con hy vọng là mình sẽ cùng nhau sẻ chia rất nhiều vấn đề, đặc biệt là câu chuyện hôn nhân dài lâu của cô chú. Lúc đó thì cô chú đến với nhau như thế nào thưa cô? Tôi và ông xã tôi thật ra thì không có quen biết. Làm vợ chồng thì do người ta mai mối. Về với nhau lúc tôi 18 tuổi. Dạ. Sau 2 năm thì tôi có con, và chồng tôi thì đi làm việc xa nhà lắm. Như tụi con đi là mình sẽ tìm hiểu cái người đó rồi mình mới quen. Nên là con không nghĩ là việc mai mối thì dụ mình đâu có biết cái anh đó làm sao đâu. Bà Mai nói là có cái anh đó được lắm, cái mình chịu vậy hả cô? Đúng rồi, qua mai mối, dạ. Thì mình không có cái sự tìm hiểu cũng như là biết cái người đó như thế nào. Thậm chí tôi nghĩ nếu mà đưa đến một người tật nguyền chứ tôi cũng không biết từ chối làm sao nữa. Oh. Nói chung là khờ lắm, không biết gì hết, mọi sự đều do gia đình sắp đặt. Không biết từ chối luôn. Mà không biết, dạ, từ chối. Dạ. 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 Tại vì cô cũng ngạc nhiên là cô cũng không biết mặt chú cho tới ngày đám cưới luôn. Không biết mặt cho tới, không biết mặt cho tới ngày anh, ông xã đi lại dặn hỏi. Mình, dạ. Dạ. Rồi sau khi thấy thì ông xã tôi rất là đẹp trai năm đó. Mừng như trúng số. Trời, hên quá. Nếu mà đưa tới một người xấu thì mình cũng không có biết từ chối. Vậy thì với chú, khi mà chú gặp được cô thì chú cảm thấy như thế nào? Thì nói thật sự là ông Mai ông chỉ như vợ tôi đó, trong cái nhà đó đó. Rồi cũng như lời ngó cái là chạy ngang vậy thôi.
tỏ ra mình thấy một sự e ấp của những người xưa. Vậy thì cô ơi, bắt đầu là mình cưới chồng. Và 18 tuổi, như cô kể thì con thấy là một cô thiếu nữ rất là hiền lành. Vậy thì mình đi về, mình làm dâu, rồi cuộc sống ở nhà chồng thì lúc đó có thuận lợi không cô? Thật sự lúc 18 tuổi về làm dâu, ba mẹ chồng cắt việc cho làm đã mỏi mệt rồi. Công việc mình làm rất là nhiều. Nhà thì có trâu, sáng thì má chồng gọi dậy lúc 4 giờ sáng để nấu cơm. Còn chồng thì đi cày. Tôi nhớ hoài cái năm đó, tôi mới về đâu 3 ngày, má tôi 4 giờ khuya kêu tôi dậy nấu cơm đặng ăn. Mà thật sự mình ở nhà mình không có chụm cơm bằng lửa rơm. Tôi ngồi tôi chụm mà tôi nói tôi ngủ gục, mà tôi nói rơm nó cháy tới cái ống chân tôi, cháy cái quần ni lông dính vô thịt. Vì lúc đó tôi mới cảm nhận được. Thật sự mà nói thì những công việc đó thì bây giờ thì bình thường, nhưng lúc đó sao tôi khó khăn quá chừng luôn vậy đó. Tưởng chừng không vượt qua nổi đó. Lúc đó chú có biết là vợ mình gọi là chân ướt chân ráo bước về nhà và phải đối diện với rất nhiều những cái khó khăn, những cái vất vả của một cô dâu mới bên nhà chồng. Chú có chia sẻ được điều đó với cô trong những năm tháng đó không? Biết chứ, biết, nhưng mà tại vì mình hồi xưa thì con thì nghe lời cha mẹ dữ lắm, cha mẹ nói gì nghe cái đấy. Thật ra con biết là việc nghe lời cha mẹ, thật ra đó giống như một cái quan niệm và một cái nếp sống, cái nếp nhà của những người ở những thời kỳ trước như cô chú. Đúng rồi. Vậy thì cô biết điều đó, nhưng sự tủi thân của bản thân mình lúc đó có không cô? Thật sự lúc đó tôi tủi thân, nhưng mà cơ ngày xưa là không thể mà gì bất đồng một hai câu nói buồn giận mà có thể dẫn tới ly dị. Với thời của tôi và ông xã tôi thì cái chữ ly dị đó không ai có biết hết trơn á. Dạ. Sau đó thì tôi sinh ra ở riêng, chồng tôi đi làm xa đến tận 10 năm sau đó. Mà trong thời gian đó thì anh vẫn đi về chỗ làm với lại về nhà. Mẹ con ở riêng. Đối với tôi lúc đó thì thật là khủng khiếp. Hồi xưa là đi làm công ty kháng trục vết ở thị nghè, đi đủ tỉnh, các tỉnh hết á. Thật sự mình cũng ráng làm để kiếm tiền đó, về nuôi vợ chứ không phải gì trơn á. Đàn ông mà ở ngoài thì đàn bà dập dìu, sắc nước hương trời dụ dỗ. Thì cái vấn đề mà ổng quen cái kiểu qua đường đi. Dạ. Thì tôi cũng nghe nhiều lắm. Có lần tôi nghe ở đâu? Tôi nghe từ cũng vì ông này đi làm có một thằng em trai. Dạ. Đi làm chung, em trai của ổng. Rồi kỳ đó em trai đi về cái tôi mới hỏi, ủa chú Năm, anh Tuấn không có về ha? Nói ảnh mắc làm công chuyện, ảnh thợ đào, ảnh đâu có về được, ảnh phải làm, ổng có bà khác rồi. Anh ở nơi nào có còn mùa xuân không ai? Dương ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thi thầm. Thế có khi nào cô nghĩ là trêu cô không? Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng trong cái câu nói của chú đó làm như bị hớ. Cái sau đó tôi hỏi thiệt không, bộ có bà khác hả? Em nói tôi không biết, chị muốn biết thì chị xuống dưới. Thật sự tôi đã đi. Năm đó là con tôi 6 tuổi, tôi 26 tuổi. Đó sáng ảnh làm ở Cà Mau á. Mà chú Năm có nói là chị cứ nhìn xuống mé sông, mà khi nào mà chị thấy chiếc sáng nó đang đào đó thì chị kêu xe ngừng. Thật sự mà nói tôi 20 mấy tuổi chứ tôi chưa từng đi xa đâu. Mà năm đó vì tôi tức quá, tôi dẫn con tôi đi. Thật là một đoạn đường vất vả, mà bây giờ tôi nhớ lại tôi hết hồn á. Từ nhà tôi phải đi chuyến xe Cần Thơ. Tới Cần Thơ tôi chuyển một chiếc xe, tôi đi Cà Mau. Nhưng mà tôi đi tới Bạc Liêu tôi thấy tối quá rồi, tôi không thể nhìn ở dưới sông để kiếm chiếc sáng được. Cho nên tôi xuống đó chơi giờ đứng giữa đó rồi tôi hỏi thăm. Thì người ta chỉ tôi một chỗ trọ để vô ngủ. Và sáng bữa sau 9 giờ sáng thì tôi đã đi xuống tới được chỗ chiếc sáng chồng tôi rồi. Mình thấy một cái hành trình rất là mông lung. Thật ra con nói đừng nói ngày xưa, bây giờ mà chỉ mình là
cứ đi đi rồi nhìn xuống sông, khi nào thấy cái xe đó thì dừng lại. Làm chị sao mình vậy? Biết ở đâu? Khi mà mình đi một mình ở nơi đó rồi mình tới cái chỗ trọ đó rồi một mình thì mình có yên ổn hay không? Mình có nguy hiểm với cô đó không? Lúc đó thật ra không có yên ổn gì hết. Trong cái chỗ đó, đó người ta cho rất nhiều người ngủ chứ không phải một mình mẹ con. Rồi cái người nào cũng trải cái chiếu nằm ngủ. Thì nửa đêm đó tự nhiên có cái ông nằm cái cửa, ông chạy lại chỗ tôi cũng dở mùng lên, ông quơ quơ vậy nè. Trời ơi, tôi sợ quá, tôi ngồi vậy, tôi ôm con tôi, hai mẹ con ngồi sát vô vách. Cũng hên lúc đó cũng có nhiều người. Có cái bác lớn tuổi, ông nói, hỏi mày ra ngoài kia mày nằm đi chứ tao kêu bảo vệ hay gì đó. Thì mới chịu đi đó. Trời lúc đó thiệt sợ quá sợ. Rồi cô có kể chuyện đó cho chú nghe khi gặp gỡ nhau không? Không, khi xuống đó thì nói ngay. Khi đi xuống thì tôi ở được có một ngày một đêm thì tôi về. Ông đưa tôi về. Tôi không có mà kể chuyện đó. 20 năm sau thì tôi mới nhắc những cái chuyện đó. Mà cô Vân Khánh có biết người ta nói đàn bà dễ quên nhưng mà khó tha thứ. Khó tha thứ. Tôi lúc đó thì tôi quên, nhưng sao tôi vẫn nhớ, lâu lâu cái tôi cũng nói. Con muốn hỏi là như cô với chú là do mai mối mà thành, thì khi về sống với nhau, chú thật sự yêu người phụ nữ này là bao nhiêu năm sau đó? 5 năm, 6 năm là bắt đầu thấy tội rồi. Thấy tội nghiệp. Cũng như là về làm dâu á. Rồi từ đó mình thấy thương. Vậy thì hồi nào tới giờ thì cô chú có thường sẻ chia với nhau những điều này không? Hay là ngày hôm nay tụi con hỏi mình mới kể? Không có chia sẻ, cứ ngậm ngùi vậy đó, rồi hơi chịu, hơi kể. Tức là hôm nay cô chú mới chia sẻ. Mấy chục năm nay là mỗi người giữ cho mình một cái khoảng riêng của mình và chấp nhận nhau. Chà, cho đúng rằng không? Đối phương phải tự hiểu điều tự đó. Tự hiểu điều đó. Cô ơi, vậy thì có bao giờ cô muốn chồng mình cần phải chia sẻ những điều này với mình? Hoặc là thậm chí bản thân cô cũng muốn là mình ngồi xuống và nói cho chồng mình nghe những cái điều hạnh phúc, những đắng cay, thậm chí cả những uất ức mà cô chịu đựng không? Có, tôi có nói. Tôi nói vậy đó, mà anh không thương tôi chắc tôi đi quá, tôi sống không nổi. Sau này thì ổng nói với tôi á, ổng thương tôi lắm, nhưng ổng không có nói gì, sợ tôi lừng. Rồi bây giờ lại còn mắc cười nữa. Tôi nói đúng, ông trời trả báo. Bây giờ cái thằng con trai út tôi á, có hai đứa con, ăn ngủ sữa sườn đều kêu ổng. Hồi xưa đáng lẽ là làm cho con á, nhưng mà đã không làm được cho con thì bây giờ phải làm cho cháu. Cô kể mà thấy rất vui ha. Thấy rất vui ha. Giống như là đáng đời anh á, như kiểu vậy. Thật ra là trong một cái quá trình của con người á, chẳng hạn ngay lúc đầu khi mình trẻ, mình có nhiều sức khỏe, mình có nhiều năng lượng thì mình khó khăn một chút cũng được. Quan trọng là cái hậu về sau, cái về già sau đó, chúng ta có được cuộc sống đầm ấm hạnh phúc thì đó mới là sự viên mãn. Chứ còn bây giờ lúc trẻ mà quá hạnh phúc, về già tự nhiên hai vợ chồng phải hụt hạc gây lộn với nhau thì thật sự nó một cái địa ngục rất là lớn cho cả hai người. Đúng không cô? Đúng. Ngay từ đầu tiên con mới gặp cô chú, con đã vẫn cảm nhận rằng là cô chú hiện tại thực sự rất là viên mãn. Thực ra những cái chuyện trong quá khứ đó là chỉ là một chút tâm sự mình chia sẻ. Mà con nghĩ rằng không phải riêng cô chú đâu, mà gia đình nào cũng sẽ có những vấn đề. Chứ thực sự đến thời điểm như cô chú bây giờ 40 mấy năm rồi, và bây giờ cũng con cháu đều về, và thậm chí bây giờ là hai bên thực ra là đều nghĩ cho nhau cả. Do cái thời điểm đó mình thiếu cái sự chia sẻ thôi. Chứ con nghĩ với tính cách và cái cốt lõi rằng là cô thương chú thương cô, hai người rất là tôn trọng nhau. Và cùng một cái tâm điểm là gì? Cố gắng gìn giữ cái hạnh phúc cho bằng được. Chính nhờ cái đó là cái mà cơ bản nhất đã giữ cho cái cuộc hôn nhân của cô chú đến thời điểm này nè. Nó rất là hạnh phúc. Chú có biết là khi đến với chương trình á, thì cô muốn mong tụi con hỏi chú một câu thôi, là cho tới bây giờ chú còn thương cô không? Còn chứ, rất thương. Dạ. Vậy thì từ trước tới nay tình thương đó nó có vơi bớt không? Vẫn còn thương như vậy, không có khác một cái gì hết. Thật sự thì tôi muốn chính miệng ông ấy nói ra. Bởi vì từ xưa tới giờ vợ chồng tôi không hề chia sẻ, tất cả đều ôm trong lòng hết. Buồn vui gì lâu lâu có chuyện mâu thuẫn thì đem ra nói. Thì cũng cự cãi. Tôi nghĩ đã là vợ chồng hen thì thí dụ như có mâu thuẫn gì xảy ra lớn nhỏ gì mình dung hòa, lớn thì mình làm cho nhỏ, nhỏ mình làm cho không có. Dù có mâu thuẫn sâu tới cỡ nào thì chúng ta cũng nên bỏ qua cho nhau, tha thứ mà sống
À, một lần nữa cảm ơn cô chú rất nhiều đã đến với chương trình Tuần Vợ Thuận Chồng. Và con mong muốn là trong cuộc sống á, từ giờ trở đi thì cô sẽ chia sẻ với chú nhiều hơn, chú cũng sẽ mở lòng nói với cô nhiều hơn. Đôi khi người đàn ông chúng ta nghĩ là không, mình làm như vậy là bà phải biết là tôi thương bà rồi. Đúng rồi, nhưng không mà cần nói bằng lời chưa đó, đủ đâu chú. Lời nói sẽ có tác dụng xoa dịu những nỗi đau và giúp cô chú yêu thương nhau nhiều hơn. Và con vẫn muốn dành một không gian để cô chú có những câu chuyện, những lời mà mình muốn nói riêng với người bạn đời đã gắn kết từ lâu với mình. Hồi xưa giờ thôi anh xin lỗi em. Thật sự em thì rất cực khổ từ xưa giờ. Thì anh cảm ơn em. Sau chương trình này anh và em nên nói chuyện với nhau nhiều hơn để cho gia đình hạnh phúc. Tôi cũng muốn xin lỗi anh Tuấn, là tại vì em biết mình cũng không phải là người vợ tốt. Đôi lúc em giận thì em hay nói anh là vô tâm, không biết lo. Nhưng thật sự là anh rất là lo. Em mong anh là cùng san sẻ những nỗi buồn, những nỗi niềm vui, để hai vợ chồng sống vui với con với cháu. Thưa quý vị, với câu chuyện ngày hôm nay thì Đình Toàn nghĩ là việc cần được sẻ chia thật sự quan trọng trong đời sống, cho dù là chúng ta mới yêu nhau hay là đến với nhau qua rất nhiều những năm tháng. Và chúng tôi hy vọng là quý vị khán giả cũng hãy chia sẻ những nỗi niềm, thậm chí cả nước mắt với người mình yêu thương quý vị nhé. Và bây giờ thì nghệ sĩ Vân Khánh sẽ có một bó hoa dành tặng cho cô chú. Dạ, con xin được tặng cho người phụ nữ đẹp nhất hôm nay là cô. Hôm nay cô đến cuối chương trình, cô đã nở nụ cười rạng rỡ. Dạ. Và những lời chia sẻ của chú, thú nhận của chú đã làm cô thấy cởi mở hơn. Và con mong rằng là trong một chặng đường còn lại của cô chú thì sẽ luôn có nhiều sức khỏe và cảm thấy hạnh phúc viên mãn bên con cháu của mình ạ. Con xin gửi tặng cô. Xin cảm ơn cô Vân Khánh. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều đã đến với chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn ca sĩ Vân Khánh, cảm ơn cô chú và cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào. Xin chào. Cảm ơn. Audio Jungle.